trí tuệ hỏi kính thưa thầy khi tu định vô lậu trí kiến giải thoát phóng ra đó có phải là trí tuệ không đáp tu tập định vô lậu giúp cho sự hiểu biết thông suốt bản chất thực của các pháp thế gian và xuất thế gian để không hiểu sai lệch không đúng lý không bị lầm chấp do sự hiểu biết các pháp không lệch lạc thấy đúng biết đúng như thật để tâm không bị lầm chấp dính mắc nên gọi là trí tuệ chi kiến giải thoát hiểu biết đúng các pháp như thật tâm không dính mắc lầm chấp nên không còn phiền não đau khổ giận hơn bất toại nguyện gọi là giải thoát người chưa tu định vô lậu là chưa có trí tuệ giải thoát trí tuệ giải thoát gọi đúng nghĩa của nó là chi kiến giải thoát vô lậu là không còn đau khổ trí tuệ hiểu biết không còn đau khổ là trí tuệ vô lậu Chí tuệ vô lậu mới bắt đầu tu tập là chi kiến giải thoát, gọi trí tuệ ở đây không đúng nghĩa lắm. Vì theo đạo Phật xác định giới sanh định, định sanh tuệ nhưng chúng ta mới tu tập giới chưa thanh tịnh thì làm sao có định mà định chưa có thì làm sao có tuệ mà gọi là tuệ được. Phải không con? Người tu hành muốn có được chi kiến giải thoát này thì không phải tự trên trời rơi xuống mà chính mình phải biết ngăn ác diệt ác pháp phải biết lìa lòng ham muốn. Biết ngăn ác diệt ác pháp chia ra làm 8 phần. một Phòng ngừa các ác pháp bên ngoài tức là tránh duyên cảnh bên ngoài, độc cư. Chấm 2. Phòng hộ sáu con, tức là giữ gìn mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý không cho dính mắc sáu trần, sắc, thinh, hương, bị, xúc, pháp, độc cư. 3 ngăn ngừa không cho việc ác sanh khởi trong tâm như thường tu các định thực hiện về thân hành niệm. 4. Dùng pháp hướng tâm như lý tác ý để tạo thành nội lực tỉnh thức, buông xả. 5. Diệt các pháp ác đã sanh bằng định vô lậu. 6. Diệt các pháp ác bằng quán xét nhân quả. 7. Diệt các ác pháp bằng tâm từ, bi, hỷ, xả. 8. Diệt các ác pháp bằng nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng hoặc trầm lặng, từ khước. Trong tám pháp tu tập này thì bốn pháp ngăn ngừa là trên hết. Người ta bảo, ngừa bệnh hơn trị bệnh. Cho nên, chi kiến giải thoát là chi kiến phòng hộ, chi kiến phòng hộ là đệ nhất, chi kiến phòng hộ tức là giới luật. Phật dạy, chi kiến ở đâu là giới luật ở đó. Giới luật ở đâu thì chi kiến ở đó giới luật làm thanh tịnh chi kiến chi kiến làm thanh tịnh giới luật đoạn kinh này tức là đức phật nói pháp ngăn ác nói pháp ngăn ác tức là nói pháp độc cư pháp độc cư là bí quyết thành công thiền định của đạo phật vì nó là pháp ngăn ác tuyệt vời tóm lại muốn có chi kiến giải thoát thì phải tu tập bát tránh đạo tránh kiến tránh tư duy tránh ngữ tránh nghiệp tránh mạng tránh tinh tấn tránh niệm, tránh định. Đó là con đường dẫn đến tri kiến và trí tuệ giải thoát. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Trích đường về xứ Phật tập 1. Trang 278 đến 280, nhà xuất bản Tôn Giáo.